Hello Đạt. Rồi, bạn nào lấy đi chụp lại màn hình đi. Con con. Đại hôm trước thấy hỏi cái này thì thôi nhá. Hỏi gì mua cho anh cũng chưa? Em chờ anh Hùng xăm. Bạn nào còn đi thu họ không nhỉ? Mình lên cho mẫu thu họ đẹp lắm. Này. Đây, mẫu thu họ đây. Đấy. Chị ơi, con này bao tiền từ thằng lại con kia đi. Con đấy là 580 nha em ơi, Đại Lê ơi, mẫu này 580 nhá. Mẫu này là 580k thôi Đại Lê ạ. Miễn phí ship toàn quốc nha, được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhá. Hàng thì full box đầy đủ ạ. Ok anh Hùng Xăm. Ok đội kết. Ok. Ok đội kết cấu nhá. Đợi chút. Để sẽ gửi. Xong rồi tí nữa. Cái này thì chuyển nhá. Cái này có ấy không? Ai ưng mẫu nào thì chụp màn hình inbox trực tiếp đi nhá. LV nổi cho đẹp lắm. Đấy, để đến con thu họ đấy. Chị mua cho bà chị gái em được chứ chị nhỉ? Đúng rồi, cái mẫu đấy thì cả trai cả gái dùng được hết nha Đại Lê ơi. Đại Lê cứ inbox trực tiếp đi thì chút mình sẽ tư vấn cho nhá. Đã inbox ấy. Inbox vào Facebook như Dũng ấy. Em chào chị Trung Bống kìa. Chị chào Minh Hoàng nhá. Hàng đẹp quá, cảm ơn Nguyễn Bá Toản nhá. Hàng đẹp lắm, nhìn ở ngoài nó còn đẹp hơn ấy. Trên line này nó không được màu với cả cái sắc nét nó không được như ở ngoài. Ở ngoài thực tế nhìn nó đẹp hơn. Đẹp hơn nhiều, chỉ... ai mà ai thế, dày nó như mình thế. Nó như hàng 1.1, Z 1.1 luôn. Dày như mình thế, cứ mỗi này ngoài thị trường đấy. Đang bán là hơn 1-2 triệu đấy. Đấy, đấy Leo đứng lên. Thu họ này thế thôi luôn đấy. Thu họ đẹp lắm mọi người ạ. Mẫu này giá là 600k nhá. Hello Minh Hoàng kìa, con chào bác Dũng. Ok, xin chào đúng nhá. Đây các bạn đang tiếp đến mẫu này. Đấy, mẫu này đẹp này. Okay. Mẫu này là 550k nhá. Mẫu này 520. Ok, đẹp mà. Ước gì mình cái là cái túi để chị mình tụ để chị gì? Chị tự vứt về. Em uống dậy. Đang chờ mấy cái mẫu xong thì sẽ xếp vào đây được. Cái này trong tí xếp mấy cái túi mà. Cho em thêm bộ quần áo ạ. Okay. Đội kết cấu hay inbox nhá. Thích ưng mẫu nào gửi lại mẫu đi. Chốt đôi giày rồi thêm bộ quần áo nó cho đủ bộ em ạ. Rồi rẻ không chưa đến. Túi Dior hiện tại đang có hai màu nhá, một đen và một trắng nhá. Mẫu này là 550 thôi nhá. Đâu? À đen đây. Đen đây. Ở đây. Đây là Dior này. Hai màu ấy các bạn. Đây em cầm đó. Cầm nhưng mà người ta để người ta chụp màn hình thì đấy, người ta cho hai màu để cho người ta cái màu này đẹp này. Nếu mọi người chụp màn hình thì mọi người có một thể khoanh tròn nhá. Đúng rồi, mỗi cái nó khác màu nhau một chút thôi. Em thích cái này này. Ai ưng mẫu nào thì chụp màn hình nhá. Bị lon, bị ăn cắp tiền và mở cái gì. Cái anh đang dùng ngày trước đẹp. Ngày trước anh có cái đó. Bây giờ đang dùng mới như thế này luôn. Nhưng cái LV dập nổi như thế này thôi. Em chào anh Tài AK. Đấy, bạn nào lấy túi thì chụp lại màn hình nhá. Túi này rẻ, nhà mình bán rẻ là bao nhiêu? Túi này bao tiền em? Dạ, túi này là 550 ạ. Sao có 550 à? Không phải 580 à? 550. Mẫu này là 550 nhá, 580 là cái túi hộp kia. Độ tầm một củ vào nhà mình sắm giày, túi, quần áo nhỉ? Hơn củ. Tí sách cả bộ luôn đấy. Rẻ. Rẻ, nhà mình bán... Đang ngủ. Chị không ngủ buổi trưa. Ui, buổi trưa dậy mệt lắm. Mua xong là... Ngày tối trước cạnh ấy, hôm nào chẳng ngủ đến 3 rưỡi nhỉ? Bây giờ mà ngủ nữa xong rồi tối thao láo rồi chị chết. Sợ lắm. Em cảm ơn anh Tài AK. Ok, em dai nhá, em dai Tài nhá. Hôm nào rảnh vào đi chơi anh Tài. Chọn được bộ hợp với đôi giày. Ok anh chưa có được kết cấu. Như cái mã cô đang cầm là có hai màu nha mọi người nhá. Sinh nhật nhá. Giá chỉ 550k thôi nhá. Ôi chị, cô lên cái kia đi, cô thích cái này. Từ từ cho hết đấy ạ. Thôi cứ từ từ. Ai ưng mẫu này để chụp màn hình inbox trực tiếp nhá. Cái này nhá, mình rất thích. Thứ nhất là cái dòng ok da. Minh Hoàng ơi, Minh Hoàng cứ sang đây đi là cái này có cả khóa, có cả khóa nhá. Cái này là mọi người này có cả khóa chống trộm này. Khóa số chống trộm. Không lo ai mở túi sách của mình ra luôn. Mà cái da này rất đó là da lì. Điên nhỉ. Ví này là ví cắp lách.
tay mà phát là không ai mở túi sách của mình luôn. Cái này rất là đẹp, mình thích cái này. Thế mẫu giờ? À vâng. Còn mấy cái mẫu này? Không, hai cái này ông ấy lúc đầu rồi. Cho quay lại. Cái này là bao nhiêu nhỉ? Cái Burberry này là bao nhiêu nhỉ? Con này đeo chéo đấy. Con này nó kiểu như vải bạt đấy. Vải không phải da, con này mềm. Rồi, bạn nào yêu thì lấy đến quay nốt đến cái Burberry này đi. Đấy, có Burberry đấy. Cái này hơi vuông nhỉ? Bắp răng bơ. Bắp răng bơ này giá chắc say. Con này hả? 550 ạ. 550. Em chào anh công móng nhá. Bắp răng bơ. Mẫu này thì cả trai cả gái đều mặc được hết. Bụng em to kìa. Đội cái cấu như thế. Bao nhiêu cân, quan trọng là bao nhiêu cân? 70 cân. 70 cân thì còn sai không? 70 làm sao to? Em to bằng anh không? Đây anh là anh 77 cân đây này. Đấy, làm gì mà XL thôi. XL thôi. Đây đây còn đang mặc size M rồi này. Đấy. XL là thoải mái. Hello anh Cương nó. Không không phải đâu. À gì? Bảo là dao xấu, không phải. Xấu á? Vâng, dao có một hộp. Ơ hai cái mẹ gửi. Không. Bỏ ra cho hai okay, tên ok, đội kết cấu nha. Em chào hôm gùi. Hả? Nó mua số làm gì? Đâu, chị Hương có số ngâm. À. Các bạn yêu thì chụp lại màn hình nhá. Thôi kia ngủ đi con. Ngủ đi, ngồi vật vờ làm gì. Ra ghế mà nằm. Như thiếu chút sợ. Thế bạn nóng à? Ngủ tới tận trưa mới dậy làm sao mà ngủ. Đấy, thôi bỏ mẫu đi, quay tiếp đến một loạt túi đeo chéo đẹp. Con. Cái này đẹp lắm mọi người ạ, cái này xuất sắc luôn. Đó là em chút chị Phượng lấy đây à, chị gọi lấy này à? Đây LV đây. Bà vợ ăn chơi à? Đây. Dior đây. Cái này hai mẫu Dior. Không thích. Cái này trên cả tuyệt vời mọi người ạ. Túi sao cũng. Cái gì? Ô đấy, mất luôn. Nó quét đấy. Chị chào Quỳnh. Bạn nào vừa nhắn tin chưa kịp đọc phân nó quét luôn sợ không? Nó quét đấy, nó quét bình luận đấy. Cô chào Thành nó nhá. Nó quét bình luận đấy. Hello Quỳnh yêu. Bạn nào vừa bình luận túi đấy nhỉ? Bình luận lại đi. Túi nó nói bình luận ra ấy, nó quét là đúng. Đấy mọi người ưng thì mọi người chụp màn hình lại nhá. Ai ưng thì chụp màn hình nhá, mẫu này 450 nha mọi người ơi. Mẫu này là mẫu có thể cầm tay được và đeo chéo cũng được nhá, bản dây to. Hùng Bùi, cảm ơn Hùng Bùi nhá. Túi da có mã khóa. Túi da có mã khóa kìa. Đây á. Đúng rồi, 520k nha mọi người. Đây. Cái túi da có mã khóa đây nhá mọi người nhá. Túi cầm tay. Nhưng mà có cái loại LV kia mà đẹp. Có mà. Loại kia sẽ đẹp hơn. Bạn nào lấy tôi gửi cho loại đẹp hơn loại này luôn. Cái này đẹp. Cái này mọi người mà không lấy cái này đúng không phí. Cái này là bao nhiêu nhỉ? 520 ạ. Cảm ơn đội kết cấu nhá. Ok bạn, cảm ơn bạn nhá. Bộ bạn dùng bóng đôi giày với bộ quần áo rồi. Thế thì mua thêm kiểu cái túi nữa đi. Cho đủ bộ. Sao mỗi đặt thắt lưng nữa. Mỗi một lần bạn đóng cả bộ ấy vào là bạn lại nhớ tôi luôn. Túi về sát. Cô chào Văn Tiến Thành nhá. Mẫu như chị Dung đang cầm là 520k nhá. Hàng cũng full box hợp đầy đủ luôn nhá. Đây có mã khóa nhá. Hàng này đẹp lắm Thắng ạ. Hàng này mà chê thì cầm vặn vào mặt mình luôn. Hết mẫu ra nhỉ? Tí nữa mình cho các bạn chưa có hàng nhưng mà mình cho các bạn xem trước mẫu quần sóc bò nha, đẹp lắm. Em chào anh Tony nha. Đấy. Thôi được rồi, thế nên được rồi, về đến mẫu này đi. Đấy, tiếp tục đến mẫu đang quay là 450 nhá. Mẫu này có thể cầm tay đeo chéo được, đựng được 2-3 cái điện thoại luôn ạ. Em đựng hôm trước mình đựng 4 cái điện thoại vẫn vừa. Thoải mái đấy, đẹp. Ok, lấy cái túi đang cầm luôn. Ok, lấy túi đang cầm luôn là cái cắp lách cầm tay ấy, cái cầm tay cắp lách á. Có mã khóa nhỉ, nhưng mà mở cái mã khóa ra cho người ta không về mở cũng không
Về người ta thích cài bao nhiêu cái. Đúng rồi, anh ở 67 đường Vườn Cam nhé. Con chạy em lấy cái hộp đi, đóng cái túi vào. Thành đang ở dưới Hà Nội hay ở trên quê hay ở Văn Tiến Thành? Hộp này nó là hộp vừa sạc. Chị chào Thái Monaco nhá. Cái này bao nhiêu nhỉ? 450 triệu. Cái này là 450.000 mọi người nhá. Ừ. Đội kết cấu lấy nhỉ. Ừ. Nó một bộ quần áo anh đang mặc, thế là đôi giày trắng. Đâu rồi, cũng không rồi nhá. Để... Đấy, về mã khóa mở cũng không nhá bạn nhé. Các bạn thích để là cái nào đấy. Thì đó. Nguyên đai nguyên kiện nó vẫn là để hỏi. Không mà. Đây này. Đây này bạn ơi, hộp bên này. Vừa sạc nhá mọi người nhé. Ok. Thì nguyên đai nguyên kiện nó như thế nào thì vẫn là mẫu nó vẫn để không không chứ bao giờ mình về mình thay. Ừ. Đấy, túi đây này, im. Đấy, giấy tờ này. Đây giấy tờ đây. Các thứ giấy tờ. Giấy tờ đầy đủ luôn mọi người ạ. Hàng của nhà mình là đều có giấy tờ luôn nhá mọi người nhá. Ok, ok nha đội kết cấu ơi. Anh Tony Ngọc Đình. Em chào anh Dũng cuối tháng. Vợ em về, anh gửi đồ cho em nhé. Ok anh. Ok, ok em. Đóng luôn cái này vào đi. Giấy mác, tem thẻ các kiểu. Đấy các bạn lấy con LV này đây này. Đấy con đeo chéo 450k này. Chuẩn bị đến hai con Dior nữa. Con luôn vui tươi này, đẹp. Đúng rồi, mẫu này là giá 450 nhá mọi người ơi. Em có một cái nhưng mà kiểu con chó. Không, cái chó chị vượng lấy đẹp nhờ. Chữ nổi. Lấy đẹp thế. Nó nổi như cái này này. Đúng rồi, clip của anh Dũng 100% nhá. Đây anh Dũng luôn đây, vào đây để cho mọi người nhìn vào. Bây giờ là 12:35 thì chắc chắn là không phải phát lại like rồi. Yên tâm đi. Yên tâm, có mặt mình bây giờ mình giơ tay này là các bạn biết là mà thật rồi. Mà có phát lại like ấy, thì mọi người cũng không thể đọc được cái comment nó khớp với nhau được cái tên nick của mọi người được. Thế mọi người yên tâm. Nó chỉ phát được ở TikTok thôi. Bọn TikTok ngứa tiếp lắm. Không chơi được cái bọn thì bọn sung vật. Cái bọn TikTok. Tức nhỉ. Rồi sắp sửa tất cả anh em sang hết Facebook mà chơi thôi, bọn TikTok nó ăn hết. Còn hơi tí là vi phạm. Mấy bố. Chuẩn bị sang hết đi, Facebook đi, bỏ cái bọn TikTok đi. Chị con mừng rất bình thường, không chửi. Để đấy, tí còn đóng bộ quần áo, đôi giày, để có tí còn đóng. Anh em đừng chơi TikTok, cái bọn nó lừa, nó ăn hết tiền đấy. Lại lúc nào chửi bọn TikTok trận. Mẹ nó hốc hết cả tiền của người ta. Bộ anh Dũng xinh thế, đúng rồi, áo anh Dũng mặc là mình có bán nhá. Đây mình đang bán đây. Chuyển khoản vào Nguyễn Văn Sơn, đúng rồi, đội kết cấu ơi. Đấy là kế toán của anh nhá. Ok, bạn anh ăn đèn nhà đây. Thôi lên đến Dior đi nhỉ, lấy Dior cho mọi người đi. Đấy. Đây, xong rồi lấy cái lưng luôn, lên lại cái lưng. Ừ, hiện luôn là Mỹ luôn. Nó cái đá này. Lai luôn. Không, tí nó phải cắt anh không lai được. Cái nào mã nào đi mã đấy. Đá ốp lát, Trung Thành ơi. Mình là trợ lý của anh Dũng nhá. Chứ không phải mình phải là bồ của anh Dũng đâu. Nó đang thèm lấy chồng, đang muốn cho nó lấy chồng. Mình là em gái anh Dũng 13-14 năm nay rồi. Anh em người ta, mình như em gái út trong gia đình anh Dũng ấy. Không phải mình phải là bồ anh Dũng đâu. Lầy các bố. Bao nhiêu rồi đấy? Ôi, chụp ảnh màn hình nhá. Lúc lên này bảo là 450k thôi nhá. Dịch kiểu gì? Mấy quần nữa. Này, trợ lý này đuổi việc. Dịch kiểu gì? Dịch sai đó. Anh mặc bộ, anh Dũng mặc bộ đấy xinh thế. Bố hả? Ừ. Đây, Dior đấy. Mẫu này là 450 đeo chéo nhá. Sai, còn không biết giấu. Mẫu này cũng là 450 nhá. Hàng, tất cả hàng nhà mình đều full box hoặc đầy đủ hết hộp luôn ạ. Ừ đấy. Được cho quần đen. Từ tí nữa mình cho các bạn xem mẫu mới. Tí nữa. Ừ, mình lên, chứ đưa lên cho cả nhà các quả quần này thì đẹp. Có khi phải gọi 450 nhá, anh Hà Thành nhá. Có khi phải gọi đội kết cấu vào like để cho chốt thêm cái quần sóc bò. Quần này đẹp quá.